Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của Minecraft Pixelmon. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Thì ok các bạn ơi, mình đã mới cắt được cho mình một quả đầu mới rồi. Quả đầu này là quả đầu khá bảnh nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái quả đầu của mình nha. Đây. Đó, mọi người thấy chưa? Bây giờ mình sẽ tháo tóc qua cho các bạn thấy. Đó, đây là đầu khá bảnh nha mọi người. Đó, các bạn thấy giống khá bảnh chưa? Đó, cắt hai bên, cạo hai bên đi nha. Đó. Bây giờ mình là gà khá bảnh rồi. Đó. Quả đầu mới của mình anh em thấy chất không? Thì ở trong tập trước cái tập này ấy, thì mình đang tính đi đi tìm Pokemon huyền thoại ở đây, con Godon, nhưng mà đi tìm hoài mà không thấy các bạn ạ. Thế mới khổ chứ. Vì thế mà mình đang cái này nó như kiểu là một cái kim tự tháp vậy ta. Vậy là mình thử vào cái kim tự tháp xem nào. Nếu như nó không có đúng kim tự tháp rồi. Vãi. Sao đỏ vậy ta? Mình đang tính là không có gì làm ở trong tập này đây. Mấy hôm nay các bạn giục mình làm clip nhiều quá nhưng mà thực sự là mình không biết làm cái gì các bạn ơi. Bởi vì cái cúp này thần kỳ vậy. Độ mềm mại à, chậm hỏng hiệu suất. Mà sao? Hiệu suất 5 mà sao nó đào ghê quá các bạn. Đó. Thì tập này mình đang không có gì để làm đây. Mấy hôm nay các bạn cứ giục mình làm clip nhưng mà hiện tại là mình chưa biết làm như thế nào á. Bởi vì căn bản đây là mấy hôm nay chả có gì để làm. Trời, trong đây nó có thẻ đấy các bạn. Cái thẻ sự sống này. Ồ, trong kim tự cái gì đấy? GS Bone. What the hell? Cái GS Bone này mình tưởng hiếm lắm mà. Ủa các bạn ơi, cái GS Bone này như là nó bắt được Pokemon huyền thoại luôn hay sao á? What? Ủa có nhiều vàng này. Mình nhớ là vàng này có thể dùng để làm mấy cái cuốn sách được phù phép vô hạn này. Gì mà phê vậy? Rồi hết rồi đấy. Wow, anh em ơi. Cái GS Bone này như là khác gì Master Ball à không? Mình đang suy nghĩ là cái GS Bone đâu có khác gì Master Ball đâu, nhưng mà hình như là cái GS Bone đó nó khác hoàn toàn với Master Ball luôn các bạn ạ. Mình thử đút. Bây giờ hiện tại mình có 3 cái mảnh sự sống rồi đúng không mọi người? Và như là mình cần 17 mảnh sự sống thì mình mới có thể cho cái hồi sinh được con Aserius thì phải. Thì bây giờ mình sẽ thử đút mấy cái thẻ thừa và xem thế nào nha mọi người. Mình cũng muốn thử đút mấy cái thẻ thừa. Bị cái gì vậy? Bị chắn rồi. Mình muốn đút thử mấy cái thẻ thừa và xem nó ra sao nha mọi người ơi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào đây. Ok. Giờ tìm được ra mệt thế này. Sorry mọi người nhá. Hôm nay là mình không bị hắt xì hơi nữa, mà hôm nay là mình bị đau họng luôn. Các bạn nghe cái giọng của mình là các bạn thấy nó khác rồi đúng không? Là hôm nay hiện tại là mình đang bị đau họng nha mọi người. Rất xin lỗi mọi người là mấy hôm nay mình ra mình làm livestream nhiều quá cho nên là mình đau họng luôn. Đó, vì thế mà mình ra video nó ít đấy. Cho nên là nếu các bạn mà thấy mình ra video ít thì các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn đừng hối mình. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì hiện tại là mình đang dư ra một cái màu đỏ và cái màu hồng nè. Đó. Thì mình sẽ đút hai cái này vào. Mình không biết là nếu mình đút cái màu đỏ vào rồi thì mình có thể đút thêm cái màu đỏ vào nữa không. Đây. Hiện tại là đây chính là cái chỗ để triệu hồi ra con Aserius cho mọi người. Kicklet. Bây giờ mình lại muốn vào trong cái thế giới của con kia ghê. Muốn vào thế giới Uchabit ghê. Nhưng mà bây giờ thì hết cơ hội để vào rồi các bạn ạ. Đây, mình thử. Đó, đút được một cái nè. Còn 16 miếng nữa. Màu hồng. Đấy, còn 15 miếng nữa. Ok, vậy là mình cần 15 miếng nữa nha mọi người. Và tổng cộng là cần 17 miếng. Hiện tại là mình mới đút được có 2 miếng à. Và mình cần 17 miếng nữa. À, 15 miếng nữa. Cứ để đi, từ từ khi nào đủ thì mình sẽ làm mình sẽ đút thêm vào nha. Bây giờ thì mình sẽ đi về thôi, bởi vì ở cái khu sa mạc đấy, mình chờ đây cũng phải gần chục ngày rồi mình treo máy ấy các bạn. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái con Pokemon huyền thoại nó xuất hiện hết. Đấy, mình đã chạy xuống dưới cả dưới đây nữa mà vẫn chưa thấy Pokemon huyền thoại nó xuất hiện hết. Chắc là bây giờ mình sẽ đi về nhà và mình sẽ đi đi bán cái đống đồ mình nhặt được á. Mình nghĩ là mình nên đi bán cái đống đồ mình nhặt được đi để mình lấy tiền để mình làm một số thứ khác các bạn ạ. Ủa các bạn nhìn này, cái tay của mình không di chuyển mà cái bóng của mình nó di chuyển kìa các bạn ơi. Chết rồi, game này có ma rồi các bạn. Nhìn nè, các bạn nhìn xem. À, tầm này mình sẽ đi bắt Grand Ninja, đúng rồi. Ít ra đấy cũng có việc để làm, mình sẽ đi bắt Grand Ninja nha các bạn. Ở gần đấy nó có sa mạc này. Và bây giờ mình sẽ xem cái game xoay là cái gì mà mình quên cái nút mà tìm cái game xoay rồi các bạn ơi. À đây, hình như là số 8, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm Grand Ninja nha. Mình quên mất tìm, đợi Grand. Đây, rất tìm Grand Ninja ở đây. Đó.
Nếu như mà gặp Greninja thì nó sẽ báo cho mình á. Bây giờ mình sẽ đi về nhà để mình bán bớt đồ đã. Mình đã có Pokemon lửa rồi. Hình như là đúng rồi, mình chưa có Pokemon nước nè. Có Cyber Eye. Mình nghe nói là buổi tối thì dễ ra Pokemon huyền thoại lắm. Nhưng mà nếu như mà tối thì sẽ rất là khó nhìn các bạn ạ. Đây, mình thử xem là bán mấy cái món đồ này mình có được nhiều tiền không. Đây, cái chiều này 15.000 lận. Mấy cái game này thì hơi rẻ ha. Mình cũng chả hiểu cái game này cái công dụng là gì nhưng mà nó rẻ quá. Và nó không bán Ultra Ball cho mình rồi. Nó chỉ bán Grid Ball thôi. Grid Ball thì mình không cần lắm các bạn ạ. Chắc mình cũng chả cần phải làm mấy cái quả làm gì đâu. Bởi vì bây giờ cái bản này nó phê pha quá. Nó có nhiều thứ hay quá cho nên mình chắc cũng chả cần phải làm mấy quả làm gì đâu. Và mình đang suy nghĩ là cái nhà của mình ở đâu ta. Bên đây. Mình sẽ đi về nhà mình ngủ một giấc đã. Rồi sau đó là mình sẽ bắt đầu mình làm những cái công việc tiếp theo. Hello bác tiến sĩ. Bác tiến sĩ cô khỏe không? Ok. Ok, buổi sáng, chào buổi sáng bác tiến sĩ nha. Dạo này có vẻ bác tiến sĩ không muốn thông rồi. Ok, mình sẽ cất cái mũ này. Hey, kim cương. Cái GS Bone này, cái công dụng nó là gì các bạn biết không? Mình sợ nó là một quả cầu ngon, cực ngon đấy. Cho nên mình cứ cất tạm đi nhá. Cái kẹo, mình nhớ là cái kẹo ở cái bản cũ nó có thể làm được các bạn. Mà bản này cái kẹo không làm được này. Thế mới buồn chứ. Cái kẹo bản này không làm được nhá. Thế sao bây giờ nhỉ? Hồi trước bản cũ làm được và bản này không làm được. Hình như phải cài cái mod gì khác mới làm được vào hay sao á. Rồi. Ok, cứ cất tạm cái này đây đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái vùng này để săn Greninja nha các bạn. Bởi vì Greninja cấp rất cao ấy. Mà hiện tại mình chỉ có cỡ 20 quả. 20 quả Grid Ball thôi nha. Thế nên khá là khó. Còn Master Ball chắc chắn là mình sẽ dùng quả Master Ball để đi bắt Pokemon huyền thoại rồi. Mình không thể dùng Master Ball để mình đi bắt mấy cái con Pokemon như Greninja được. Bởi vì Greninja nó có đẹp thật đấy. Tuy nhiên là không thể nào mà phê bằng Pokemon huyền thoại được rồi. Đúng không mọi người? Các bạn thấy cái Reset Pack, cái Shader đẹp không? Nhiều bạn kêu chói. Vậy nếu mà các bạn thấy đẹp thì các bạn comment ở dưới nhá. Các bạn thấy chói các bạn hãy comment xuống dưới để nếu như mà nhiều bạn comment chói quá thì tập sau mình sẽ thay. Mình sẽ thay cái Reset Pack đi nha mọi người. Rồi, ở đây có một cái Master Cheat nè. Ở trên cái nóc này nó có con bot ấy. Mà kiểu gì nó cũng ghi là Master Cheat. Mà lên chả bao giờ thấy Master Cheat đâu nhá. Đây có con cá gì nè. Các bạn thấy cái đầm lầy bản này thế nào? Mấy cái tòa tháp này đi đánh luyện cấp cho Pokemon phê lắm đó. Lẽ ra mình nên làm một cái thuyền các bạn ạ. Làm cái thuyền đi ở đây cho dễ. Nhưng mà với cái Reset Pack, cái Shader này ấy, thì mình nghĩ là làm cái thuyền xong ấy thì cũng bị kia thôi. Wow, các bạn nhìn mặt dưới mặt nước là đẹp không? Với cái Shader nếu mà chúng ta làm một cái thuyền ấy, làm xong á thì cũng dễ đâm vào bèo lắm. Bởi vì căn bản là mình không thể nào mà phát hiện ra chỗ nào là bèo, chỗ nào là bình thường nữa các bạn ơi. Cần tìm Greninja. Cái con nó gần tiên. Ui dồi ôi, con Lampert này khó đánh lắm ấy nè. Con Lampert này như mấy con Pokemon của mình đánh vô dụng với nó hay sao ấy. Không phun lửa chúng với nó. Các bạn thấy không? Cho nên mình chạy đi. Tốt nhất là không dây dưa với nó các bạn ạ. Hiện tại là chưa thấy cái con giống con Greninja nha. Bây giờ mình chỉ cần thấy một con nó giống thôi. Hoặc là cái con cấp 2 của nó là cái con Forgian gì ấy. Mình cũng bắt luôn nha. Chưa... giá như vẫn gặp, mình vẫn giá như gặp một con Pokemon huyền thoại nó sẽ tuyệt vời hơn. Mình muốn một tập mình sẽ bắt được một con Pokemon huyền thoại các bạn ạ. Thế nó mới phơ. Thì không có. Ở dưới đây là cái khu đầm lầy rộng như này. Mấy khu đầm lầy rộng á thì nó mới dễ ra Pokemon huyền thoại các bạn ơi. Và lỡ may nó cho mình vào cái thế giới Ultra Beast là mình vào luôn. Mình nhảy vào luôn á. Mình không có gọi là không có suy nghĩ gì lâu la nữa. Mình sẽ quyết định là mình sẽ nhảy vào luôn các bạn ạ. Bởi vì vào trong đấy nó sẽ rất là tuyệt. À sao các bạn có thể nhìn thấy cái Master Cheat ở kia nhá. Thực sự là không có đâu. Nó chỉ là cái tháp ở trên đấy là cái con boss thôi. Chứ nó không có Master Cheat đâu nha mọi người. Đó. Nó lừa chúng ta đấy. Thế mới đẻo chứ. Mình thích cài Shader nhìn đẹp hơn đấy. Ô con vịt này. Vãi con vịt cute đấy. À nhưng nó khắc hệ Pokemon của mình. Chạy thôi. Mình không thích đối đầu với con này lắm. Mục đích của mình là ra đây để bắt một con Pokemon nước thôi. Pokemon nước và tuyệt nhất vẫn là Greninja các bạn ạ. Con gì kia? Ôi xấu quá. Con này nó xấu quá các bạn. Tập sau mình thấy là có vẻ như là cái mod này ấy, nó khó gặp Pokemon huyền thoại hơn là cái mod cũ các bạn ơi. Chứ cái mod cũ mình thấy đi tí là thấy một con Pokemon huyền thoại rồi. Cái bản 5.0.3 đấy.
đi một tí là thấy một đống Pokemon huyền thoại rồi. Còn cái bản này trời đất ơi, kiếm hoài không thấy luôn á. Ở trên đây có một cái Master Chief à. Sao mình sẽ chạy lên. Ý, con gì đấy? Cái gì cute vậy ta? Mình chỉ sợ cái bản này nó sẽ xóa đi cái con cái con Greninja thôi các bạn ơi. Đấy là toàn Pokemon mới thôi. Mình không thấy Greninja đâu. Nhưng mà mình cứ phải đi mấy chỗ khác đã. Tìm hiểu mấy chỗ khác. Trên đây có một cái Master Chief à. Mình đi lấy cái Master Chief trước đã mọi người ạ. Có một con boss Talo ở đây. Talo. Ủa không có đường lên nè. Đường lên đây. Đây. Đây và đây. Hợp lý. Ờ con boss Talo đi đi để ta lên ta tìm cái Master Chief nào. Wow. Trời ơi thật là đẹp luôn. Hoa gì đấy? Hoa này mở sẽ ra berry này các bạn. Ôi cái reset pack này đẹp ghê. Mỗi tội nó hơi chói một tí chỉ xíu thôi. Nhưng mà mình thấy nó đẹp vách ở trường đó các bạn ạ. Và nó còn đẹp hơn nữa nếu chúng ta thấy một con. Nếu chúng ta thấy một con Pokemon huyền thoại thì chắc nó đẹp hơn nữa các bạn. Đây. Đâu đó cái đây. Đây cái này sẽ là cái cây của Master Chief. Mở ra một cái Master Ball nữa thì thực sự là mình cũng không có mừng như hồi trước đâu. Bởi vì con gì đây? Ladybug hả? Ladybug. Này thì một hit này. Ủa đánh ngang cơ luôn. Hai con level 17 nhưng nó hệ sơ bọ, mình hệ lửa. Các bạn biết ạ. À lấy cái này. Lấy cái chất nhờn này như làm được nhiều thứ lắm mà. Đúng rồi, để mình xem nào. Cái này làm cái này. Đó. Cái này là cái tự động làm cầu nhá mọi người. Ừ, cái này mọi người có vẻ khá thích ấy. Thế cái này nó ra cái gì nào? Ô, được một skill. Hay. Cái gì Flat Cannon. Là cái khẩu pháo gì ấy. Đó nó lại dụ mình tới cái Master Chief kia. Mà cái Master Chief đó chả có gì đâu các bạn ơi. Chúng ta đang có mặt ở khu Forest. Lại có một cái Poké Chief ở đây. Nhưng mình sẽ không quan tâm đến mấy cái Poké Chief các bạn ạ. Cái thứ mình quan tâm bây giờ là giá như mà mình gặp một quả Master à, không phải. Giá như mình gặp được một con Legend. Chứ mình mà cứ cầm Master Chief ở trong tay mà không được sở hữu một con Legend thì mình cũng cảm thấy hơi bị ngứa ngáy các bạn ạ. Thực sự luôn. Mình mong chờ là mình có thể mong chờ là mình có thể bắt được một con Legend lâu lắm rồi. Từ cái lúc mà mình có quả Master Ball ở trong tay là mình chỉ mong chờ tới lúc mà mình bắt được con Legend thôi. Thế quái là bây giờ vẫn chưa có cơ hội để sử dụng quả Master Ball các bạn ạ. Đây chúng ta đi lên trên đây. Và đi qua đây. Đó. Đi qua đây. Đi xuống đây. Và lại có thêm một quả Master Chief ở đây nữa. Tạm thời thì chưa có Master Ball thì chúng ta cứ tạm thời thì chưa có Pokemon huyền thoại đấy. Thì chúng ta ui tí té. What? Thế này là thế nào? Con Pokemon huyền thoại là dưới lòng đất không các bạn nhỉ? Ôi giời thì ra nó ở ngay đây. Yes. À không, cái này thì không giết đâu. One Power Band. Cái này tăng sức mạnh cho Pokemon thì phải. Đây, đeo cho con này. Mình cũng chả nhớ nó tăng cái gì nữa cơ. Mình nhớ là nó tăng sức mạnh hay tăng độ nhanh nhạy hay tăng cái gì đó. Mình cũng chả biết. Thế là cái thứ mà mình quan tâm bây giờ là một con Pokemon Legendary các bạn ơi. Mình chắc chắn với các bạn là các bạn cũng rất là mong muốn là chúng ta sẽ tìm thêm một con Pokemon Legendary. Mà lỡ may nữa lại xuất hiện ra con dây qua da nó thì thôi. Ở đây thì dễ có ba bộ ba ao hồ đó các bạn. Thường sẽ là như thế. À, mình bị gọi là thiếu hơi Pokemon. Ủa, lại có thêm một con mèo nữa ở đây. Có vẻ như cũng chả có gì hot ở đây nhiều nhỉ. Mèo. Wow. Khu nhiều hoa ghê. Không, tập trước mọi người kêu là cái khu nhiều hoa nó ra Pokemon huyền thoại gì á. Pokemon huyền thoại gì mà bảo vệ hoa á. À, mình chả muốn đụng độ mấy con này tí nào hết á. Đầu tiên là mình cứ tưởng mấy cái đường chỉ màu đỏ nó sẽ dẫn mình tới chỗ của Pokemon huyền thoại. Hóa ra là không phải các bạn ạ. Mấy cái đường chỉ màu đỏ này nó chỉ dẫn mình tới cái nào mà nó ngon nhất trong tất cả các cái thôi. Ý các bạn hiểu ý mình không? Là cái nào mà nó tuyệt vời nhất trong tất cả các cái á. Mà cái đường chỉ đấy thì nó sẽ chỉ mình tới cái đường đấy. Đấy, thì nó sẽ cho là cái màu đỏ. Hiện tại là ở xung quanh mình không có gì ngon hết. Có mỗi cái Poké Chief à. Thế nó cho mình cái đường chỉ màu đỏ. Và nhiều bạn hỏi mình là tại sao nhặt cái Poké Chief. Thì cái Poké Chief nó toàn ra berry thôi các bạn ạ. Toàn ra mấy cái berry thôi. Và mấy cái berry thì nó cũng chả có gì ở trong á. Mấy cái berry cũng chả có gì ở trong cho nên là cũng không biết nhặt xong vứt đi đâu.
Và cũng có nhiều bạn hỏi là anh làm clip anh hãy làm những cái công việc cụ thể, chứ anh đừng có đi lòng vòng. Đi lòng vòng thì chả có gì để xem. Thật sự các bạn là mình cũng rất là muốn làm những cái công việc nó cụ thể đấy, các bạn hiểu không? Tuy nhiên ấy là bây giờ mình đang đi muốn bắt một cái Pokemon huyền thoại đây, mà nó không có da thì... Con gì đẹp thế kia? Ủa con gì đẹp vậy? Con đấy mình cưỡi được không ta? Ủa con gì nhìn chất lượng vậy? Ủa mà nó bay nhanh quá các bạn ơi. Con đấy bay nhanh ghê luôn à. Mình không biết con đấy là con gì nhưng mà nó bay nhanh vãi. Mình cứ thử đuổi theo cái hướng nó là biết đâu nó dắt mình tới chỗ của một con Pokemon huyền thoại hay sao. Ủa Teddy à? Mình nghe tiếng của một con Teddy. Ủa Pack Ua. Pack Ua. Ok. Đã Pack Ua thành công. Ua. May quá không rơi sâu quá nhá. Mình nghĩ là trời tối thì cái tỷ lệ mà nó xuất hiện ra Pokemon huyền thoại nó sẽ dễ hơn các bạn ạ. Dễ hơn rất nhiều so với lại bình thường. Mình hy vọng là mình có thể bắt được một con Pokemon huyền thoại ở trong tập này. Nhưng mà có vẻ như là cái tỷ lệ của nó rất là thấp các bạn ơi. Chắc là phải live stream mới được. Có nhiều bạn không muốn mình làm live stream Minecraft. Ủa có tiếng gì á? Ủa? Cái tiếng này... Cái tiếng này hình như là... Cái tiếng này quen lắm. Cái tiếng này quen lắm. Tiếng này như kiểu là cái tiếng của cái cổng đấy các bạn. Phải không ta? Mình nghe cái tiếng này quen vãi, quen thuộc lắm. Cầm cái đuốc đi. Cắm mấy chỗ này đi, cho nó sáng. Mà thực sự là... Kể cả shader hay không shader thì khúc này nó vẫn tối om mà các bạn ạ. Nhưng mà phải đi vào trời tối thì mới gặp được... phải đi trời tối thì mới gặp được kia các bạn ạ. Mới gặp được Pokemon huyền thoại. Ui cái gì á? What the heck? Trời ơi. Wow. Phải tiên lọt hố luôn. Phải trưởng thật. Kinh dị. Không biết là trong trò này có Slenderman bắt cóc trẻ con không trời. Chứ gì là mình thấy là hơi bị sợ đấy. Quả lọt hố là hơi vãi đấy. Đấy, đi đường này vẫn xuống nè. Đó, đi đường này vẫn xuống nha mọi người. Đi đường từ trên xuống thì nó sẽ dễ hơn. Được một chiêu Stone Egg. Chiêu Stone Egg là ngon á. Ok, để mình đi lên ạ. Ngon. Cũng có một cái Master Chief ở đây nữa. Ủa, mà nhìn cái xung quanh nó tối om mà. Thực sự bây giờ là trời thực sự là tối đấy. Và cái tỷ lệ ra Pokemon huyền thoại nó sẽ cao hơn. Mình hy vọng là mình có thể bắt được một con... Có một con cú đêm này các bạn. Cú đêm. Hy vọng là mình có thể bắt được một con Pokemon huyền thoại. Để mình xem thử xem chỗ mình đang đứng ở đang ở đâu nào. Rồi, nếu mình chạy xuống đây thì sẽ đi xuống cái đầm... Ây! Sao nhở? Một con boss hunter ở đây. Mình ghét ghê luôn. Đi mà cứ té té này mình sợ lắm. Đào đây này. Cắm cái đuốc vào cho các bạn nhìn cho rõ này. Mình biết là thừa là các bạn nhìn sẽ không rõ hơn được bao nhiêu đâu. Giờ có đuốc thì cứ cắm thôi. Cắm lên cho mọi người nhìn cho rõ này. Mà xem lại map một tí. Bây giờ mình cần phải đi về hướng này. Hướng này mới đúng nè. Ở hướng này là sẽ ra cái đầm lầy. Vậy tại mình cần ra đầm lầy gì ta? À đúng rồi. Ra đầm lầy để đi tìm Grand Ninja. Vãi trưởng thật. Thế chứ lúc mà mình chưa có bồn nên nó ra với con huyền thoại hoài luôn. Đến khi mình có bot mà có cả bot Zubat nữa các bạn. Mà đến khi crazy. Mà đến khi mà chúng ta có bon rồi đấy, mình cần đi tìm bot huyền thoại thì nó không ra các bạn ạ. Thế mới đau đớn chứ, còn gì đấy. Cô Phình, lại một con. Ui. Sao chỗ này toàn Pokemon của nhóm Hỏa Tiễn với các bạn. Chắc bọn Hỏa Tiễn nó thích đi bắt mấy con Pokemon ở khu bùn đất hay sao ấy. Mình nghĩ là như vậy. Rồi, chính thức là bộ cáp này, con này như cũng là đội Hỏa Tiễn luôn, Zubat cũng đội Hỏa Tiễn luôn. Khu đầm lầy này có chứa rất là nhiều những con Pokemon của đội Hỏa Tiễn anh em ạ. Và Venonat. Và khu này thì cũng chả có. Ui, Venonat đại chiến rồi. Ui, đánh nhau mà sáng hết cả lên rồi kìa anh em. Nhặt hết, chả biết cái này làm gì nhưng cứ nhặt hết đi. Giá như bây giờ gặp được một con Pokemon huyền thoại thì mình sẽ ăn chay trong vòng một tuần các bạn ạ. Ui, con gì đấy, ui con Mookie tiến hóa à? Con này tên là Grimer các bạn ạ. Grimer.
What? Đầu tiên mình nghe con đấy đấy, mình thấy nó khá là giống cái con bùn Mukip gì á. Tuy là con này nó là Grimer. Nghe tên nó thấy lạ rồi. Trời ơi, khu đầm lầy không biết nó có, như là khu đầm lầy nó sẽ không có Pokemon huyền thoại đâu. Phải đi khu khác thì nó mới có. Vì thế chắc là mình sẽ skip qua khúc đi qua đầm lầy nhé các bạn. Nếu như nó có gì hay ho thì mình sẽ quay trở lại với các bạn sau. Các bạn ơi, hiện tại mình đang ở trên đỉnh núi đây. Và mình thấy ở đây có một con Lavitas này. Đấy, chắc là mình bắt con này đi. Lavita này. Con này sau khi tiến hóa thì nó sẽ thành con Pupita. Và Pupita sau khi tiến hóa nó sẽ thành con Grianta, là một con Pokemon bán điện thoại. Thôi chắc là mình sẽ không bắt con Lavita đâu. Mình sẽ tìm một con Grianta để mình bắt các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như cái khu này hết rồi. Cái số phận của mình nó quá đen đủi. Mình chạy qua khu này, khu kia, tất cả các khu luôn nhưng mà vẫn không thấy Pokemon huyền thoại các bạn ạ. Có phải là do mình đen không anh em? Trời ơi, cực kỳ đen luôn. Tại sao nhở? Hình như là rõ ràng là cái bản này... Ôi, con ngựa lửa, không phải. Là con gì đấy? Zozua là con gì? Không chả biết, nhưng mà nhìn nó bé tí à. Gần sáng rồi vẫn chưa thấy các bạn Pokemon huyền thoại các bạn ơi. Quá đen cho đội than. Thế là mình đang ở cái khu gọi là cực đẹp luôn. Sợ. Chị ơi, chị có thấy Pokemon huyền thoại? Ô, Pikachu này. Vãi. Chị này là Pikachu nữ à? Vãi đạn. Nhìn thật là khắm lọ quá đi. Tuy nhiên là mình cần một Pokemon huyền thoại. Trăng đã lên rồi kìa. Trăng hôm nay vầng trăng khuyết các bạn ơi. Vâng, trăng khuyết và không có Pokemon huyền thoại ở đây. Rồi nếu mình chạy thẳng nó sẽ ra sa mạc. Và cái tỷ lệ ra Pokemon huyền thoại ở sa mạc thì nó chỉ ra hai con thôi. Một con là cái con ban đêm, một con là con ban ngày, là con Groudon. Con Groudon thì mình mong muốn bắt được nó từ rất là lâu rồi thì vẫn chưa bắt được. Ủa, ở đây mình khá thích con này nè. Có gì hot đây không ta? Thiệt là buồn luôn. Thì là một mình ta gọi là ngả bóng với ánh trăng ở giữa sa mạc, với hy vọng là sẽ tìm được một con Pokemon huyền thoại gì đó nữa ở đây. Và nếu như... Ủa, cái sa mạc này là mình đi rồi ấy à? Cái sa mạc này là cái sa mạc ở nhà mình luôn đấy các bạn ạ. Vãi đạn. Và nãy giờ mình đã đi được một vòng tròn rồi. Một vòng tròn định mệnh nó đưa mình về chỗ cũ. Đưa vòng tròn định mệnh đưa mình về chỗ cũ và mình vẫn chưa tìm thấy Pokemon huyền thoại nào hết. Quá buồn luôn. Quá buồn luôn. Rồi. Rồi chắc là mình sẽ dừng cái clip này đây thôi các bạn ơi. Thật buồn, lại một clip nữa chúng ta cố gắng đi tìm nhưng mà không thấy Pokemon huyền thoại đâu. Và chúng ta phải dừng clip ở đây. Và nếu các bạn thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.